Rồi, xin chào anh em đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay thì mình giới thiệu anh em một ít hàng linh kiện, nói chung là lẹt vẹt, linh kiện lẹt vẹt nha anh em. Để anh em xài thì anh em cần á thì alo cho mình. Mua máy thì mua chung luôn linh kiện luôn cho nó rẻ anh em, khỏi tốn phí ship ha. Đầu tiên mình xin giới thiệu anh em là cục sạc này, mình về rất là nhiều nha, hàng trăm cục. Đây giới thiệu để anh em vài cục cho anh em biết thôi. Cái mẫu hàng đó là cục sạc Benkin, xài rất là sướng anh em. Anh em sạc cho iPhone vô tư này, dòng Samsung, Oppo, Vivo, vào điện rất là nhanh nha. Đó. Ok luôn này. Bộ đây thì bây giờ nó kèm trong này là có cái dây sạc iPhone với lại cục sạc hai co hai đầu. Anh em ứng dụng rất là tốt, xài cho anh em thoải mái luôn. Đây, thì cho anh em nó xa cũng như gần ha, biết anh em gần thì tới nhà mình mua luôn. Đặc biệt mình bán trên clip là mới có giá ra cho anh em nha, còn bán tại nhà không có giá ra đâu anh em. Sạc rất là chắc nha, cổng sạc là 2.1mAh nha, nguồn ra này anh em thấy không, rất là chắc. Này lại nét khó quá. Đây 2.1 nha anh em, dây thì kèm anh em một sợi dây của iPhone, anh em sạc iPhone vô tư ha. Còn anh em nào mà thích đổi dây micro thì mình sẽ đổi cho anh em. Anh em thích dây micro thì mình đổi qua dây micro loại xịn luôn cho anh em ha. Đây micro dẻo mình có luôn, mình về là 100 sợi nha anh em, 100 sợi ha. Anh em thích thì mình đổi cho anh em qua cổng micro này, cáp dẻo micro hàng nội địa, xài rất là sướng nha. Đó, về rất là nhiều hàng linh kiện mình bao la ha, về là 100. Anh em thích cho là thì sạc iPhone, anh em thích sạc những dòng micro thì mình sẽ kèm dây micro. Thì một bộ này mình bán trên like, anh em nào cứ alo mua theo máy thì sau đó thích thì bán trên like cho anh em luôn. Một bộ Benkin hai cổng micro này thì mình tính anh em giá của nó là 80.000 một bộ thôi, 80k nha một bộ này, giá cực mềm cho anh em nha. Hai cổng như em sạc một lúc hai máy được luôn, hai sợi anh em sạc thoải mái ha. Một sợi thì anh em dùng cho iPhone, một sợi dùng micro, sợi cho bộ Vivo. Thì anh em mua một bộ đó là kèm như này là 80.000 rồi. Anh em thích thì mua thêm cộng cáp. Đó, mình bán lấy cho anh em. Trên live thì mình tính anh em chỉ có 25.000 một sợi thôi. Còn mua bên ngoài mình không có tính giá đâu nha. Giá nó khác ha, 40 riêng. Còn trên live thì mình chỉ tính anh em giá 25.000 một cộng cáp. Đó là về nha. Anh em nào mua trên live thì về hơn. Đó, thì mình cáp này mình rất là nhiều. Anh em nào thích thì mua. Sạc ok luôn nha. Và sạc dự phòng này mình về được vài chục cục thôi, sạc 5.000 dung lượng này, sạc 5.000, thương hiệu là nó Chome rồi này, thương hiệu sạc cũng rất là ok, sạc công ty chứ không phải là sạc chợ trời nha, nên là chất lượng được đảm bảo ha, pin dung lượng 5.000, mình đã cua ra một cục thử cho anh em coi rồi này, đây nè, nó này, dung lượng 5.000 thôi nha, sạc ổn định nha nè. Cộng cáp nó rất là dễ thương. Cái này luôn, anh em bấm lên này thấy dung lượng pin nè. Dung lượng pin 72 này ha, lượng còn này. Cáp nó dính này luôn. Đó. Kèm sẵn trong đây thì một cộng micro rồi, nhưng mà đây nó dính luôn nha anh em, một cộng đây luôn. Đang đây lấy điện ra này và lấy sạc điện vào này. Micro sạc cũng được nha. Tai si rồi. Cắm tai si cắm micro hai bên luôn anh em, sạc thoải mái. Và cái đây bản thất, bản chất nó là có sẵn. Bản thân nó là có sẵn một cộng như này anh em sạc máy rất là tiện lợi ha. Đó. Ok luôn. Cục sạc dung lượng 5.000 này thì mình đang giá sẵn cho anh em giá 145.000 cục. 145.000 anh em. Sạc công ty. Rất ok luôn. Nhỏ gọn. Sạc pin thoải mái. Và có một loại đây, mình về được 10 mấy 20 cục thôi, 20.000. Đây là dung lượng 20.000. Cũng là hàng Chome luôn nha. 20.000 hàng công ty luôn. Đây, cua ra một trước cục cho anh em coi luôn này. Pin rất chắc nha. Thì nó kèm theo là một cộng cáp micro cho anh em, cáp ngắn ha, cáp ngắn cái tầm 20 phân thôi. Đây là pin của nó này, pin dung lượng 20 nha anh em. Đây này, nó có đèn báo luôn, anh em bấm lên phát là lên đèn báo ha, pin còn là 77 thôi. Đó, hai cổng ra sạc đây cổng vào này, hai cổng ra này, USB này, anh em cắm cổng cáp vô. Còn đây là cổng vào, hết pin này anh em cắm sạc ha, dung lượng còn anh em biết luôn. 20.000 cục pin rất là chắc ha. Cục này ra giá đang sale còn 330.000 thôi.
chỉ có 330k thôi, một cục 20.000 dung lượng, anh em xài rất thoải mái nha. Anh em nào mà chưa có xài kịp hàng thì mua cái đợt này là quá sale rồi cho anh em rồi. Anh em thích nhỏ gọn thì chơi cục 5.000, còn anh em nào mà thích pin trâu bò xài lâu hết, đi rẫy đồ, đi rừng hoặc là đi đâu công việc này nọ mình cầm theo thì 20.000 dung lượng anh em xài thoải mái rồi, giá chỉ 330k thôi. Rồi clip này giới thiệu anh em vài món linh kiện lung tung, anh em cần nào thì alo mình cái đó nha. Thằng ấy chào cả nhà nha, chúc em sức khỏe thành công nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình. Thằng ấy chào cả nhà.